Kính thưa quý vị và các bạn, câu hỏi: con rất muốn quy y Tam Bảo nhưng do nhân duyên nghịch cảnh chưa thể quy y được. Con nghe nói khi quy y Tam Bảo thọ ngũ giới mình mới chính thức là Phật tử, nên con nghĩ mình phải thực tập giữ giới từ bây giờ để khi bước vào cửa Phật quy y thọ giới, hạn chế sai phạm và lấy danh nghĩa là Phật tử thì có được không ạ? Kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta phải là đệ tử Phật đã, rồi chúng ta mới học các quy định, những cái phạm trù đạo đức mà Phật quy định cho chúng ta, phạm trù thiện đạo đức này chúng ta thực hành. Cái phạm trù thiện đạo đức đó gọi là giới đấy. Giới là phạm vi. Giới của nhà Phật là phạm vi đạo đức, tức là chúng ta sống trong phạm vi là không trộm cắp, để chúng ta có được kết quả kiếp sau có được tài sản, không bị mất tài sản. Chúng ta phải sống trong phạm vi không sát sinh, để kiếp sau chúng ta không bị bệnh tật, hoặc kiếp này chúng ta giảm trừ bệnh tật, được tăng thêm tuổi thọ, được khỏe mạnh thêm. Đấy là phạm vi nhé, giới nó là phạm vi. Thế còn nếu bạn không thực hành giới, bạn không làm cái phạm vi đó thì bạn ở đời bạn vẫn bị nhân quả mà. Bạn chưa quy y Tam Bảo bạn vẫn bị. Còn quy y Tam Bảo là gì? Là bạn hiểu thêm về giới, bạn có động lực thêm để giữ gìn nhé. Đấy, còn quy y Tam Bảo là quy y là lương tựa Phật, lương tựa Pháp, lương tựa Tăng, để cho mình học hỏi giáo Pháp của Phật, để cho mình có được một cái năng lượng và có được một cái sự hộ trì để mình có thể giữ vững mình ở trong cái phạm vi của đạo đức, thực hành trong phạm vi đạo đức, sống trong phạm vi đạo đức. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thế còn nếu chúng ta đã sống trong phạm vi ấy rồi, sống rồi, chúng ta chưa quy y thì chúng ta không được được cái sự hộ trì, phải không? Thì chúng ta thiệt hơn thôi. Thế cho nên là chúng ta lên quy y Tam Bảo từ khi chúng ta hiểu và giác ngộ về lợi ích của quy y, lợi ích của trì giới. Còn trong cái quá trình quy y, nếu chúng ta mà vi phạm quy y thì chúng ta cũng mất quy y. Ví dụ chúng ta đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nhưng chúng ta lại đi xem bói, chúng ta lại lương tựa vào các điều tà kiến, thì cái quy y đó nó tự mất, thì chúng ta lại phải quy y lại. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Chúng ta lại phải quy y lại vì chúng ta đã bị mất quy y rồi. Đấy nhá, Tâm Chiếu Hoàn Quán nói ví dụ thế này để cho các quý đạo hữu hiểu ạ. Quy y tức là lương tựa. Ví dụ như cánh tay này đang lương tựa vào cánh tay này. Thì ví dụ cái cánh tay này đang tượng trưng cho Tam Bảo, Phật Pháp Tăng đây. Thì cánh tay này được tượng trưng là con người của chúng ta đây, cái tâm trí của chúng ta. Tâm trí của chúng ta nương tựa vào Phật Pháp Tăng thì gọi là quy y Tam Bảo. Thế đến một lúc nào đó tâm trí của chúng ta rời Phật Pháp Tăng, rời sự giác ngộ của Đức Phật, rời giáo lý nhân quả, rời vào cái tính thanh tịnh, tâm của chúng ta rời vào tính thanh tịnh của các giới, chúng ta rời sang chỗ khác thì chúng ta mất quy y chưa? Mất lương tựa vào Phật Pháp Tăng chưa? Mất rồi. Cho nên chúng ta muốn trở lại lương tựa thì chúng ta lại quy y gì? Quy y lại. Đấy nhá. Đấy, tức là rời ra thì nó không còn lương tựa nữa. Thế còn cái phần mà giữ giới thì chúng ta giữ giới được đến đâu thì chúng ta được phúc báo đến đó, mà chúng ta không giữ giới được thì chúng ta sẽ bị quả báo. Thế thôi, không có ai phạt mình cả, mà chính mình phạt mình thôi. Ví dụ con phát nguyện là con giữ 5 giới, thế nhưng mà con giữ được phần nào thì con được hưởng đến đó, nhưng con không giữ được thì kể cả quy y hay không quy y con vẫn quả báo như vậy, chứ nó không vì thế mà tăng thêm. Các quý đạo hữu rõ chưa? Nó không vì thế mà tăng thêm. Thế nhưng nếu như mình quy y, mình thọ giới rồi thì mình được cái năng lượng hộ trì cho mình dễ giữ giới hơn. Ví dụ chúng ta có quy y Phật, chúng ta phát nguyện giữ giới và chúng ta chú niệm ở trong đó thì chúng ta cắt được những nhân duyên là những bạn ác ít đến gần ta để xui ta làm việc ác hơn. Và nếu có bạn ác đến thì ta từ bỏ nó thì sẽ không sinh ra mâu thuẫn nhiều bằng khi chúng ta tự mình chưa có sự bảo hộ mà chúng ta tự mình tự từ bỏ, thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều những cái duyên khiến cho mình khó từ bỏ. Các quý đạo hữu và các bạn đã hiểu rõ chỗ này chưa ạ? Cho nên đó là lợi ích của quy y. Cho nên ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán khuyên các bạn, khi chúng ta đã hiểu và tin về
giáo lý nhân quả thì chúng ta nên quy y khi chúng ta mong muốn mình sống một đời thiện lành để chúng ta có cái nhân quả được hạnh phúc trong đời này và nhiều đời sau, thì chúng ta nên phát tâm thọ trì giới và sống đúng với cái phạm vi đạo đức thiện đó. Tức là giới là phạm vi, 5 điều giới cấm là 5 cái phạm trù đạo đức thiện. Chúng ta sống với đúng 5 cái phạm trù đạo đức thiện này để cho chúng ta có được cái sự hạnh phúc, có được cái nhân quả tốt lành ạ. Ý hỏi tiếp: con muốn chia sẻ Phật Pháp với mọi người, ngoài việc thực hành cho người noi theo thì cần đủ những điều kiện gì ạ? Con tu tập nghe Pháp bình thường nhưng vẫn chưa làm chủ được bản thân ạ. Giờ con không biết lộ trình tu tập của mình là như thế nào, cứ nghe Pháp rồi lại trở về bản tính xấu, có thực hành nhưng lại chỉ ít phần thôi ạ. Con rất mong cô hoan hỷ giải đáp giúp con ạ. Xin cảm ơn cô. Kính thưa quý đạo hữu, cái việc mình muốn chia sẻ Phật Pháp với mọi người ấy, thì mình phải là người tinh tấn tu tập. Và mình đã trải nghiệm được cái phần chuyển hóa nội tâm của mình, thì mình mới có thể chia sẻ Phật Pháp bằng cái trải nghiệm tu tập của mình, bằng cái sự hạnh phúc của mình khi mình được chuyển hóa nhờ Phật Pháp. Bởi vì khi chia sẻ Phật Pháp ấy, thì nó cần một cái năng lượng tâm của chúng ta để cho người khác tiếp nhận. Cái năng lượng tâm đó là gì? Là năng lượng từ thiện tâm, năng lượng từ hỷ tâm. Tức là năng lượng từ cái thiện tâm của mình và năng lượng từ cái sự hoan hỷ khi mình đạt được một cái điều hạnh phúc chuyển hóa nhờ Phật Pháp. Thì chính đó nó sẽ là tạo lên một cái sức tiếp nhận từ tâm của người khác. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Chúng ta nói chuyện thực sự là đang nói chuyện bằng tâm, và chúng ta cảm nhận cũng cảm nhận bằng tâm. Tâm chiếu hoàn quán nói ví dụ, một cái người người ta rất là ác, rất là ác, trong tơ lội tâm người ta ác, người ta đến nói với mình có cảm thấy bất an không? Dù cái lời nói của người ta rất là bình thường, các quý đạo hữu có thấy không? Các quý đạo hữu có bao giờ tiếp xúc với ai đó khi người ta nói một câu chuyện đó mình cảm thấy bất an không? Đấy. Và chúng ta có thể có bao giờ mà khi mình đang gặp chuyện rất là bất ổn, nhưng khi mình nói chuyện với người này cái, mình có cảm thấy an ổn, có trường hợp đấy xảy ra không? Có. Đấy là do cái năng lượng từ cái tâm của cái người nói và cái câu nói của họ khế hợp với nhau, và họ sẽ cho mình cảm nhận được. Cho nên khi chúng ta muốn truyền tải Phật Pháp thì chúng ta phải là người chân thật thực hành yêu quý Pháp, để chúng ta có cái nội tâm chân thật đối với Pháp. Thế, và chúng ta phải có cái hoan hỷ từ cái sự trải nghiệm của mình, hạnh phúc từ Phật Pháp, thì chính cái tâm chân thật, cái tâm hoan hỷ đó sẽ cảm ứng đến tâm của người khác và làm cho người ta có cái lòng tin. Thưa quý đạo hữu rõ chỗ này chưa ạ? Có cái an ổn, có cái hạnh phúc. Chứ còn nếu như mình chỉ là người chỉ nói thôi, không có thực hành, thì mình nói bằng văn từ tới đâu, nhưng đến khi người ta sống gần mình, người ta tiếp xúc với mình, người ta sẽ mất lòng tin. Phải không? Vì chính mình có hoan hỷ với Pháp đâu. Không hoan hỷ với Pháp và mình sống không đúng với Pháp, thì người ta nhìn thấy cái cách sống của mình, người ta lại biết nhận ra ngay mình là người giả dối. Phải không? Mình là người chỉ nói mà không làm được. Và người ta ở gần mình, người ta không cảm nhận được cái sự bình an từ trong tâm mình nó tỏa ra. Phải không? Đây, tâm chiếu hoàn quán nói ví dụ thế ạ. Ví dụ mình rất vui cái vấn đề gì đó, mình vui, thì người khác có bị vui lây không? Có không? Đó là cái sự ảnh hưởng của tâm đấy ạ. Phải không? Đó là cái sự ảnh hưởng của tâm. Cho nên trong Phật Pháp cũng có người dùng quyền để nói. Dùng quyền để nói. Ví dụ có một người đạo tràng trưởng này, người ta chẳng thực hành được bao nhiêu, nhưng người ta cứ dùng quyền để nói. Thì đôi khi phải những cái người ở dưới là những người có tà kiến, những người cũng chưa phải là ham học Phật Pháp gì, người ta theo một cái tư tưởng đó, người ta cũng có thể vui theo. Thế còn ở đây chúng ta bàn là chúng ta phải truyền tải chính Pháp của Phật, đúng không? Chính Pháp của Phật thì chúng ta phải nói ra những lời nói từ sự yêu mến Pháp. Mà đã có muốn yêu mến Pháp thì phải có được cái cảm nhận hạnh phúc từ Pháp.
Phải không các quý đạo hữu? Tức là mình phải thực hành pháp, mình có được cái cảm nhận hạnh phúc, mình có cái sự chuyển hóa nội tâm, thì mình mới có thể say mê mà khi nói pháp, cái giọng của mình nó mới yêu mến pháp, phải không? Rồi cái tâm của mình mới hoan hỉ với pháp, thì chính cái đó mới truyền cảm hứng sang cho người khác được nhé. Thế còn bạn nói rằng bạn thực hành pháp chưa được tốt, nó còn dày đãi, thì bạn cố gắng thực hành một thời gian để cho bạn có được những cái cảm nhận về pháp. Lúc đấy bạn có tín tâm thanh tịnh, tín tâm bất thối chuyển với giáo lý nhân quả, thì lúc đó bạn rất dễ chuyển hóa những cái người có hữu duyên với mình nhé. Thì lúc đó bạn chuyển tải Phật pháp cũng rất là dễ chứ không khó gì. Nếu như mà bạn chưa vào câu lạc bộ Cúc Vàng thì bạn có thể tìm một đạo tràng nào đó trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, bạn tham gia với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, bạn sẽ có cảm nhận một phần nào về sự thực hành pháp, cảm nhận một phần nào về cái việc chuyển hóa tâm mình khi thực hành pháp ở đó, và những cái quy định trong câu lạc bộ Cúc Vàng là một cái quy định mà phải thực hành đạo đức. Đấy, phải thực hành đạo đức để cho nó thành tựu được các cái nguồn tâm tăng thượng, đó là tâm biết ơn, tâm cung kính, thiện tâm, tất cả các thiện tâm. Thì ở trong câu lạc bộ Cúc Vàng có những cái quy định cơ bản để giúp chúng ta thực hành, chúng ta thành tựu được các cái nhân quả thiện, và chúng ta sẽ được trải nghiệm cái hạnh phúc, cảm nhận được cái hạnh phúc từ cái việc tu tập Phật pháp.